Ok, chào mừng quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần chơi Mini World sinh tồn. Ở tập trước đó các bạn thì chúng ta có một tiến trình nâng cấp cái ruộng bậc thang của mình lên cho nó trở nên đẹp hơn và xịn hơn ấy. Và trong thời gian giữa hai tập thì mình đã tiến hành xây dựng thêm cho mình cái nóc ở phía bên trên này các bạn. Đó, mình sử dụng kính màu xanh và kính màu đỏ, mình ốp xen kẽ một ô xanh và một ô đỏ cho nó đẹp đó các bạn. Còn ở phía bên dưới những cái chân cột thì mình sử dụng thêm những cái đèn led đó các bạn, ốp bên dưới cho nó trở nên lung linh và huyền bí, nhìn nó như một cái cung điện luôn hả bạn. Nhưng mà thực tế ở phía bên trong thì chúng ta chỉ là một cái ruộng bậc thang thôi. Bây giờ mình sẽ lên phía bên trên xem coi cái lượng lúa mì của mình trồng ở phía trong đó bạn nó đã chín chưa nha. Ở phía bên trên này thì ở phía bên trong này nè bạn thì lúa mì của mình nó cũng đã được chín hết rồi ha. Cho nên là mình phải xuống phía bên dưới để mà mình kích hoạt cái nút bấm của mình đó bạn, để mà cho nó thu hoạch một cái nha. Ở đây một cái nè, ở phía bên này một cái thì nước nó sẽ tràn ra phía bên trên đó bạn. Để rằng mình sẽ leo lên phía bên trên để xem coi nước nó sẽ tràn qua thứ như thế nào nha. Đó, nó sẽ tràn ra và lúa mì của mình sẽ rơi xuống phía bên dưới. Ở trên đó bạn, nó sẽ rơi xuống phía bên dưới. Đó, quá trời luôn. Và mình sẽ dục vô trong đi, mấy cái này dục vô trong đi. Ôi, nó rớt xuống quá trời luôn nè. Mình đứng ở đây các bạn thì nó sẽ hút cái lúa mì ở phía bên trên rơi xuống á. Thì mình sẽ hút vô trong người của mình, còn mình sẽ cất vô trong cái rương này. Và ở tập trước đó các bạn có một bạn nói với mình là mình có thể sử dụng cây cuốc cào đất đó các bạn bằng kim cương á, thì mình có thể trồng hạt giống rất là nhanh, có thể là trồng được một lần 9 ô hạt giống luôn các bạn. Nghe có vẻ hấp dẫn, cho nên là ở trong tập ngày hôm nay bây giờ á, mình sẽ đi vô phía trong nhà đó bạn, mình làm cho mình một cây cuốc kim cương thử để mà test thử xem nha. Ủa, trồng một lúc 9 ô chắc là sẽ nhanh lắm á. Bữa giờ các bạn mình farm trên cái ruộng bậc thang của mình đó bạn, mình toàn là sử dụng bằng tay không à, trồng thì rất là phơi luôn. Rồi ôi giờ mới biết á, nhờ các bạn thì mình mới biết là có cây cuốc kim cương có thể công dụng là chúng ta phải trồng được rất là nhanh, cho nên mình sẽ lấy cho mình 2 viên kim cương đây bạn. Cái cuốc kim cương hình như là chỉ có 2 viên kim cương thôi ha, và cần có chắc chắn là có que này, bao nhiêu cây que thì không biết, nhưng mà mình sẽ kiểm tra công thức xem coi nhớ như thế nào nha các bạn. Ở đây thì chúng ta hình như là chưa có đủ que hay sao, nó không có hở mở ra công thức cho mình à. Ở dưới này nè các bạn, ở dưới này thì chúng ta có đây rồi, cây cuốc kim cương nè bạn, chúng ta còn có 3 gỗ ha và 2 cục kim cương. Ù, 3 gỗ và 2 kim cương thì chúng ta sẽ chế tạo được cho mình một cây cuốc kim cương. Wow, bây giờ thì mình sẽ đi test thử thôi nha bạn. Mình sẽ test thử xem coi coi thực tế là cây cuốc này có thể trồng được cho chúng ta 9 ô hay không nha bạn. 9 ô hạt giống thì sẽ nhanh hơn ha. Bữa giờ mình trồng tay thôi rồi, phơi gì đâu luôn á. Bây giờ thì mình dư một cây que đó bạn, lẻ hơn một cây que, cho nên là chắc là mình sẽ cất vô trong rương này ha. Cái rương này đó bạn thì mình chứa những vật liệu xây dựng các bạn, trong lúc mà mình xây dựng cái nóc ở phía bên trên các bạn, rất là nhiều gỗ cũng như là lá này bạn. Lá này thì lát nữa mình sẽ sử dụng. Còn ở đây thì mình có rất là nhiều đất đá này, mình sang bằng ở chỗ này các bạn. Đá thì mình sử dụng xây ở phía bên trên, và đất thì mình sang bằng ở chỗ này các bạn, sang bằng chỗ này cho nó trở nên đẹp hơn, bằng phẳng hơn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bấm cái nút này bạn để tắt nước ở phía bên trên đi nha. Đó, tắt nước ở phía bên trên đi, và chắc chắn là mình phải lấy cho mình hạt giống rồi. Mình ship lại một cái coi. Wow, quá trời lúa mì luôn đó bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy cho mình hạt giống. Hạt giống thì nó nằm ở dưới các bạn, cho nên là mình không kéo xuống phía dưới được, bởi vì cái hopper nó đang bơm đồ vô á. Rồi bây giờ mình kéo xuống dưới được nè. Đó, mình sẽ lấy cho mình bớt một mớ đi. Trời ơi, nó nhảy tùm lum nè. Đồ mà trong cái hopper nó đang bơm vô đó các bạn, bơm vô cái rương của mình thì nó sẽ nhảy đồ tùm lum hết, khi mà mình lấy đồ ra nó sẽ nhảy tùm lum tán loạn hết nè. Trời ơi. Đó, mình sẽ lấy ra cho mình, và bây giờ chúng ta sẽ lên phía bên trên để mà test thử xem nha. Test thử xem coi cái cuốc kim cương này nó sẽ giúp cho chúng ta được cái gì thì mình sẽ kích chuột phải xuống mẹ ơi, kích chuột phải xuống đất thì nó sẽ chồng xuống nè. Để không phải 9 ô nha, mình kích ở đây một cái nha. 9 ô nè bạn ơi, đúng là 3x3 nè, 3x3 thì sẽ ra được 9 ô. Đúng rồi. Đã thiệt. Wow, chồng như vậy là nhanh lắm nè bạn ơi. Ôi, bữa giờ mình còn là sử dụng bằng tay không à. Cái này mà mình làm 6 ô đó các bạn thì chúng ta sẽ kích được 2 lần, là chúng ta sẽ có được nếu mà làm 3 ô thì mình có thể đi thẳng lên phía bên trên này các bạn. Đó, đi lên phía bên trên này, kích là xong, kích đèn cá nữa là xong. Còn ở đây thì mình làm 5 ô các bạn, cho nên nó hơi lỡ ha. Chúng ta có thể làm 6 ô để kích hai bên cũng được. Còn dưới này nè còn nữa nè. Chúng ta sẽ làm 6 ô thì nó sẽ chẳng hơn ha bạn. Chúng ta có thể kích theo đường thẳng này đó, kích thẳng lên phía bên trên là được thôi. Còn phía bên đây thì chúng ta sẽ kích qua phía bên đây một cái, và bên đây một cái nó hơi lỡ nè. Cái ruộng bậc thang thì nó phải chịu vậy thôi bạn ơi. Chúng ta có thể làm rộng ra thôi, nhưng mà không có thể nào mà làm dài hơn được ha. Ở đây thì mình sẽ kích ở phía bên trên này luôn, và ở phía bên trên này luôn. Chắc là mình sẽ trồng cái tầng 1 thôi các bạn ơi. Còn mấy cái tầng ở phía bên trên thì mình sẽ để lại đi ha, để mình trồng sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra phía bên ngoài và cất cho mình cái cuốc kim cương vô. Cái cuốc kim cương này khá là hữu dụng, nhưng mà cũng sắp hư rồi nè. Quên nữa, mình sẽ cường quá cái cuốc thử coi xem như thế nào nha. Phụ ma cái cuốc hay xem có cái gì hấp dẫn. Phụ ma một cái, nó cho độ bền luôn nè bạn, ngon. Nó cho độ bền là nó sẽ lâu hư hơn đó các bạn. Mình sẽ cất bớt đồ của mình vô trong này nè. Đó, cất vô trong này và cất cái này vô trong này luôn.
Và ở trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình sẽ bắt tay vào một cái dự án nho nhỏ đi ha. Một cái dự án nho nhỏ, bởi vì trong những tập trước các bạn có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm cái máy farm mía nè, bí ngô và dưa hấu tự động ấy. Cho nên là ở trong tập ngày hôm nay mình sẽ làm cho mình một cái máy farm một cái máy farm đậu đi các bạn, máy farm đậu đi ha, để mà khởi động cho cái những cái dự án sau này, những cái dự án mini sau này nha bạn. Cái máy farm đậu thì chắc là mình sẽ đặt nó ở phía bên này nè bạn. Đó, đặt ở phía bên này ha, kế bên cái máy farm quả oxy của mình đó các bạn, thì cho nó giống ha. Bởi vì hai cái cơ chế cái máy này thì nó cũng tương tự giống như nhau ấy, cho nên là bây giờ mình sẽ vô trong mình lấy cho mình những cái tay robot đó bạn. Cái tay robot thì mình đợt làm những cái làm cái máy farm gỗ đó bạn, thì còn rất là nhiều ở trong những cái rương này nè bạn. Thì ở trong rương này thì mình sẽ lấy ra những dụng cụ đồ điện đó bạn, dây điện nè, rồi cái mạch tăng cường tín hiệu điện đó bạn, với lại cái tay robot này mình còn này ha. Và chắc chắn là phải có cái cần gạt để tắt mở rồi, và có thêm đem theo cho mình những cái lò xo nè, và hopper ở trong cái máy farm gà xài bữa giờ vẫn chưa hết luôn các bạn ơi. Mình sẽ rất tiết kiệm cho nên nó vẫn còn ha. Ở đây thì chúng ta xem qua mình có cái gì mang theo nữa hay không, thì chắc là đủ rồi đó bạn ơi. Mình cần có gỗ nè, lúa mì chắc là mình sẽ đem ra phía bên ngoài để cất vô đi. Và trời thì nó chẳng chiều tối rồi bạn ơi, mặt trời bắt đầu lặn rồi đó. Cái háp ruộng bậc thang của mình nó bắt đầu lung linh hơn rồi đó. Đó, mặt trời bắt đầu khuất ra sau ngọn núi ở phía đằng sau, và bắt đầu đèn đã được sắp sáng lên rồi đó bạn. Mình có thể đi ngủ để cho trời nó sáng, cũng như là mình sẽ cất bớt cái lúa mì của mình vô trong này đó bạn. Cất vô, full gương luôn rồi bạn ơi, full gương luôn rồi. Cho nên là mình sẽ lấy cái cuốc kim cương của mình ra đây bạn. Cái cuốc kim cương, cắt vô không được. Nó đang bơm cái lượng lúa mì vô trong đó bạn, cho nên là mình cất vô không được, cho nên mình sẽ cất vô phía bên này ha. Và mình lấy cho mình gỗ đỏ nè, và lá cây đỏ ra phía bên ngoài, cũng như là kính màu đỏ nè bạn. Kính màu đỏ thì mình sử dụng cái hoa màu đỏ bạn làm hút nhựa mấy bạn. Hút nhựa màu đỏ của mình có rất là nhiều đây nè ha. Và có những cái khói cát cứng này bạn, khói cát cứng này thì mình sử dụng của mua của mấy anh dân làng bạn. Mấy anh dân làng bán rất là nhiều cái loại này, bán rất là rẻ, cho nên là mình thấy mình mua để mình trang trí cho sau này ha. Còn ở đây thì chúng ta có kính đỏ nè, còn có lá cây đỏ chắc là mình lấy thêm một stack nữa đi ha, hai stack mình nghĩ là đủ á. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngủ cho trời nó sáng một cái và sẽ bắt tay vào xây dựng thôi. Mình có một anh dân làng nè bạn, sau khi trời sáng thì mình thấy còn anh dân làng kiểm tra xem. Anh ấy nè bạn, bán khói cát màu nâu nè bạn. Cát màu nâu thì mình thấy không cần thiết ha, lâu lâu mình kiếm cái màu nào mà nó sặc sỡ nó đẹp một chút, chứ màu nâu thì nó tối quá. Mà phải chi là bán màu đen á thì nó sẽ đẹp hơn, còn màu nâu thì nó kỳ, nó không đẹp á bạn, cho nên là mình không mua ha. Ở phía bên này thì mình cái quả oxy của mình đã chín rồi bạn, nhưng mà mình sẽ thu hoạch sau, còn mình sẽ đặt cái máy farm đậu của mình đó bạn ở phía bên này ha. Chỗ này nó trũng xuống một ô này, chắc là mình phải ốp lại cho nó bằng phẳng đi bạn ơi. Mình lấy đất ở trong cái rương của mình nè, cái rương ở chỗ cái ruộng bậc thang của mình rất là nhiều, cho mình ốp lại để cho nó bằng phẳng trước cái đã, rồi chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng cho nó tiện ha. Ở đây thì mình có cây cuốc, cái xẻng nè bạn, cái xẻng thu thập chuẩn á, cho nên mình có được những cái block đất các bạn. Đất có gỗ luôn ha. Đất có gỗ thì mình sang bằng chỗ này bạn. Đất có gỗ đất có cỏ chứ không phải đất có gỗ. Đất có cỏ thì thu thập chuẩn các bạn, thì nó sẽ đào được cái đất lên mà không có bị mất cái phần cỏ đi, như cái đất này ha. Cái đất này là mình thu thập ở phía đào ở phía bên dưới lòng đất đó các bạn, thì nó không có cỏ cho nên là nó nhìn nó nâu nâu vậy đó. Còn đây thì mình sẽ kéo ra, chắc là bằng ở chỗ này luôn các bạn, kéo qua phía bên này thì chúng ta sẽ bằng ở đây. Ở đây nó bằng ở chỗ bên kia rồi đó. Ok, được rồi đó bạn. Ở đây thì mình sẽ tính coi, chúng ta sẽ cần có một cái phải, mình sẽ tính cái diện tích ở chỗ này chứ để nó đụng hai cái máy nó đụng nhau đó bạn. Thì chúng ta cần có một cái hàng rào coi nè, và sau đó thì một cái đường điện, và sau đó là cái máy tăng cường tín hiệu điện nè, rồi sau đó là một cái block, và sau đó tới là cái tay robot. Cái tay robot mình sẽ đặt ở đây nè bạn, thì chúng ta sẽ có trung tâm là ở đây đúng không, và cái tay robot thì mình sẽ đặt ở phía bên ngoài này nè các bạn. Cái tay robot thì mình cũng sẽ đặt xuống luôn đi ha, mình sẽ sử dụng cái tay robot để đặt xuống ở đây, và đó, đặt lên phía bên trên. Thì ở đây mình sẽ kéo lên những cái block để chúng ta đứng dễ dàng ha, và mình sẽ kéo lên phía bên trên là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 đi bạn. 4 thì nó sẽ bằng ở bên kia ha, bên kia mình sử dụng 4 cho nên bên đây mình cũng sẽ làm 4 thôi là được rồi ha. Còn ở phía bên ngoài này thì mình sẽ nếu mà sử dụng như vậy thì nó hơi gần với mặt đất đó bạn ơi, nó bằng với mặt đất quá ha. Nó đặt bằng với mặt đất thì mình khó mà đi, thì không đường nước cũng như là ở phía bên dưới á. Thôi chạy đi, lát nữa mình sẽ tính sao. Còn phía bên này thì mình sử dụng những cái tay robot, và mình phải cần ra thêm một ô nữa bạn ơi, ra thêm một ô nữa và sẽ đặt tới phía bên ngoài này đó, kéo lên phía bên trên, và chúng ta cần có những cái block để đứng, và kéo lên trên cũng là 4 ô luôn đó. Ôi cái khoang của mình đó bạn, nó đang có tốc độ là tốc độ 3 đó bạn, cho nên là đập những cái tay robot nó rất là nhanh luôn, quơ một phát nó bay mấy cái tay robot của mình đi luôn. Ở phía đằng sau này thì cũng sử dụng cái cơ chế tiết kiệm đó các bạn, bởi mình đặt xuống phía bên dưới hàng đó, và mình sẽ chĩa vào phía bên trong này bằng những cái dây điện các bạn. Ở xen kẽ thì mình sử dụng dây điện đi ha, dây điện ở phía bên trong nè đó, dây điện ở phía bên trong mở cái thì có một cọng dây điện ha, đó đó. Và ở phía trên cái cục đá này nè thì mình sử dụng cái khói tăng cường tín hiệu điện,
và mình đã có làm rất là nhiều ở trong những cái máy phòng gỗ của mình đó bạn. Đó là cái cơ chế phát hiện, cái cơ chế mà tiết kiệm điện á, tiết kiệm vật liệu xây dựng á, tiết kiệm những cái linh kiện đồ điện của mình á ha. Đó, và mình sẽ kết nối nó lại với nhau bằng cách là sử dụng dây điện thôi. Rất là đơn giản ở đây. Đó, kéo xuống phía bên dưới. Kéo xuống phía bên dưới cho mình một chút qua. Ở xuống phía bên dưới thì chắc là được các bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ kéo xuống phía bên dưới một chút này, rồi kéo lên phía bên trên. Và chắc chắn là mình phải kết nối nó lại với nhau rồi đó. Đó, kéo vào phía bên này thì nó sẽ kết nối lại với nhau. Ở phía bên này thì lát nữa nó sẽ dính vô với nhau các bạn, cho nên là lát nữa mình sẽ đập bỏ cái phần ở bên trên này ha. Đập bỏ đi, còn bây giờ thì chưa cần thiết cho nên mình không đập bỏ đi đâu. Ở đây thì chúng ta cần có một cái khối để mà kích hoạt tín hiệu điện đó các bạn. Thì cái khối này thì chúng ta sẽ tính rồi. Ở đây thì mình có một cái cột lên ha. Lát nữa thì mình sẽ xây ở đây một cái cột, và ở đây một cái cột, và ở dưới này nè có một cái hàng gỗ qua nè. Ở đây thì mình hơi sai một chút cho nên là mình sẽ đập rào bỏ đi. Đó, chúng ta sẽ có được một cái chỗ này để mà dựng cái cột lên đó bạn. Ở đây mình sẽ dựng cái cột lên nè để mà ốp cái hộp che cái hộp điện là đó bạn. Đó, đó bên đây luôn ha. Rồi ở phía bên dưới này thì chúng ta có thể đặt được cái cần gạt các bạn. Cái cần gạt này thì mình sẽ sử dụng ở đây, và chúng ta có thể bật mở được cái những cái tay robot này bạn. Nó sẽ chuyển vào phía bên ngoài, nó sẽ đưa vào phía bên ngoài, nhưng mà nó hơi ngắn cho nên là mình sẽ sử dụng cái chìa khóa này để mà chuyển nó thành những cái tay robot đẩy xa nè. Đó, ở bên đây cũng tương tự như vậy luôn, chúng ta sẽ có những cái tay robot đẩy xa. Rồi sau đó thì ở phần dưới này thì mình sẽ sử dụng kéo gỗ các bạn. Mình sẽ kéo gỗ ra thì mình sẽ bật cái máy này lên cho nó chuyển bao xa cái đã bạn. Ồ thì nó sẽ chuyển vào phía tới bên này nè bạn, thì mình sẽ kéo vào tới phía bên này luôn ha. Mình sẽ kéo cái phần gỗ này nè, bọc vào phía tới bên này. Ở phía bên này thì mình cứ kéo vào phía bên đây cho nó qua tới chỗ qua tới cái chỗ này đi ha. Tới chỗ này thì mình sẽ trồng cây tới đây nè bạn, cho nên là sẽ đập bỏ chỗ này đi mà dựng cái cột lên cho nó đẹp. Dựng cái cột lên thì cao lên bằng những cái tay robot luôn bạn ơi. Cao lên bằng những cái tay robot và mình sẽ kéo qua phía bên này. Đó, kéo qua phía bên này, ở đây thì kéo qua luôn. Mình sẽ kéo bọc thành một cái ô trước, rồi sau đó thì mình sẽ kéo cái phần ở trong đó bạn. Cái phần ở trong của cái ô ha. Và ở đây thì ở đây là hết rồi. Tới đây là hết rồi bạn ơi. Tới đây tự nhiên nó chĩa xuống một cái cục cho mình luôn. Nó tự động luôn các bạn, mình không có cố ý mà nó tự động nó chĩa xuống phía bên dưới luôn. Còn ở phía bên trong này thì mình sẽ ốp bằng tất cả những cái gỗ đi ha, phải ốp cho nó thẳng hàng cho nó đẹp nè. Đó, kéo xuống phía bên dưới này thì mình kéo qua tới bên đây thì chúng ta sẽ ốp những cái lá màu đỏ vô các bạn. Đó, chúng ta đã có được một cái vách tường bằng gỗ đỏ rồi đó bạn. Bây giờ thì mình sẽ tắt cái máy này đi một cái. Ở đây thì nó hơi xấu một chút cho nên là mình cần phải dựng lên luôn. Lúc mà mình trồng lá cây xuống đó các bạn thì nó cũng không nhìn thấy đâu, nhưng mà mình muốn là cho nó đẹp luôn, ở phía trong này đẹp hoàn mỹ đó, cho nên là mình sẽ sử dụng như vậy cho nó đẹp. Đó, nó sẽ chuyển lên phía bên trên và đó, như vậy chúng ta đã có một vách tường bằng gỗ khá là đẹp rồi ha. Bây giờ thì sử dụng cái lá này, lá đỏ nè bạn, lá đỏ để mà ốp vô phía trong này. Đó, ở phía trong này thì chúng ta có những cái lá đỏ ốp lại thành một cái vách tường rồi lá đỏ luôn nha các bạn. Đó, kéo xuống phía bên dưới này, ở trên này thì mình cũng kéo luôn. Mà chúng ta sẽ sử dụng cái lá đỏ đó bạn. Cái lá chỉ hình như là trong cái phần chơi mini world thì lá đỏ thì chỉ có trồng được cái quả đậu thôi. Còn mấy cái lá khác hình như là không có trồng được. Hình như lá không thì trồng được quả không đó bạn. Quả không thì mình chưa có farm được, mình chưa có khai thác nhiều gỗ không đó bạn, cho nên chúng ta không có gỗ không ha. Mà gỗ không thì mình cũng không biết để làm gì, mình không thấy có tác dụng gì hết đâu bạn ơi. Cái quả đỏ này thì lâu lâu mình còn thấy những cái anh dân làng đó bạn, mấy ảnh thu mua cái quả này nè, mình có thể farm cái quả này để bán cho ảnh cho nó vui cũng được. Sao thì mình cũng có rất là nhiều rồi, cho nên là vấn đề sao không quan trọng, quan trọng là trao đổi với mấy ảnh cho vui. Ở đây thì mình sẽ đập cái lá này ra, lâu lâu xay nó bị lỗi đó các bạn thì cứ đập ra thôi. Mỗi lần đập ra là chúng ta sẽ mất đi một cái lá đó. Mà không biết là khi cái lá này đã được cắt và được xây dựng bởi tay của mình đó bạn, thì mình đập ra không biết nó có cho lại cho nó hay không ha. Và sau khi mà mình đã xây dựng xong cái chỗ này đó bạn, đó như là chúng ta đã xây dựng xong được cái vách tường bằng lá cây rồi ha. Bây giờ mình có thể trồng xuống á, nhưng mà trước đâu chưa đâu bạn ơi, lát nữa thì mình sẽ trồng sau. Còn bây giờ thì mình sẽ sử dụng trang trí ở phía bên này nè bạn. Ở phía bên này thì cái tay robot nó đẩy ra tới cái bìa này nè, và mình phải ra thêm một ô ở phía bên ngoài này, cho nên là mình sẽ sử dụng gạch đá đi, gạch đá ở trong này nè. Đó, sẽ kéo lên xen kẽ vậy bạn. Mình sẽ tắt cái máy này đi và mình sẽ kéo lên phía bên trên. Ở đây thì mình sẽ ra thêm một ô nữa thì nó sẽ nằm ở phía bên ngoài này. Nó nằm ở phía bên ngoài này một chút. Thì ở trong này các bạn, ở trong này thì mình sẽ chắc là sử dụng, nếu mà mình sử dụng bằng cái đá này thì sợ nó xấu quá bạn, nó không hợp với bên kia ha. Để khoan mình thử coi, test thử coi nha. Ở đây thì chúng ta sẽ kéo lên gạch nè, gạch đá nè. Đó, gạch đá. Còn ở phía trong này, ở ngoài này nè, thì mình sẽ sử dụng gạch đá luôn. Gạch đá lại kéo lên phía bên trên. Và ở phía bên ngoài này thì bay lên phía bên trên cái đã. Mình phải có cái túi tên lửa cho nó dễ dàng xây dựng đi ha. Đó, và khi mà xây dựng phía bên đây thì mình cần có một cái rìa phía bên ngoài này bằng gỗ đỏ nè. Đó, kéo lên phía bên trên này và mình sẽ kéo lên phía bên trên này thử coi nó đẹp hay không nha. Ở phía bên ngoài này thì mình sử dụng cái gỗ này luôn. À dạ, tự nhiên đặt ở phía bên ngoài chi không biết nữa. Đó, đặt ở đây nè,
và chúng ta sẽ kéo lên rồi sau đó là kiểm tra xem coi nó đẹp hay không nha các bạn. Kéo lên một cái nữa và ấp qua phía bên này, kéo qua cho nó bọc thành một cái ô luôn đó các bạn. Để cách này trang trí của mình rất là quen thuộc của mình rồi ha. Ở phía bên này thì chúng ta có một cái chỗ này nè, cái chỗ này có thể là đập ra cũng được, mà không đập ra thì nó sẽ đẩy vào phía bên này và nước ở chỗ này nè bạn, nó sẽ đẩy xuống phía bên dưới. Và ở trong này thì bên này thì nhìn nó hơi xấu một chút nữa bạn, mình có thể sử dụng cách này đó, kéo qua phía này đi ha, kéo cho nó dư dư ra nè đó. Còn phía trong này thì ở phía trong này ở trên này đó bạn, tức là mình sẽ sử dụng những cái gạch đá đi ha. Gạch đá thì mình sẽ kéo ở phía bên trong này nè đó, kéo ở phía bên trong này qua phía bên đây, và chắc là sẽ ốp hết ở trên này luôn cũng được, mà không ốp cũng được, mà ốp cho nó vậy cho nó đẹp bạn ơi. Có một cái ô chủng xuống phía bên dưới vậy cho nó đẹp ha. Đó, chúng ta sẽ ốp như vậy. Và ở phía bên này thì chúng ta cũng sử dụng cái gỗ đỏ này bạn, để kéo qua phía bên đây luôn ha. Đó, phía bên này cũng như vậy luôn, chúng ta sẽ kéo hai bên giống nhau đó bạn. Rồi ok, sau khi mà mình kéo xong cái phần nóc đó bạn thì mình sẽ đi xuống phía bên dưới để kiểm tra xem coi nó có ổn hay không nha bạn. Ở đây thì nhìn nó hơi xấu chỗ này đó bạn, cho nên thì cũng kéo qua thêm một ô ha. Kéo qua cho nó dư một ô, và bên đây thì mình cũng phải kéo lên thêm một ô cho nó bằng phía bên đây nè bạn. Bằng ở phía bên đây và kéo qua cả, cũng phải ra thêm một ô cho mình. Còn ở phía bên đây thì chúng ta sẽ đập đi cái phần gỗ này. Gỗ bên đây là gỗ cái loại gỗ đào phải. Đúng rồi, gỗ đào các bạn. Gỗ đào ha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng ốp thành một cái ô vuông ở đây nè bạn, để mà che lại những cái phần mà mình sử dụng á, cái phần mà dây điện các bạn, dây điện ở phía bên trong ha. Ây da. Xém té. Ở đây phải lên thêm một ô nữa rồi bọc qua phía bên này, bọc phía này. Ủa sao nhìn chỗ này nó đứt ra vậy? Ô, nhìn gỗ đó nó không ăn khớp với nhau bạn ơi. Nhìn nó cứ đứt ra cái kiểu gì đó. Nhìn lạ quá. Đó, như vậy chúng ta còn ở phía bên đây nè bạn. Ở phía bên đây thì mình sẽ sử dụng cái gạch đá này để kéo che lại đi ha. Đó, che lại như vậy đi ha. Rồi, nhìn nó đẹp hơn rồi đó bạn. Bây giờ thì chúng ta còn phải đi ra lấy thêm cho mình những cái đèn bạn ơi. Đèn thì mình có ở trong cái rương này bạn. Cái rương mà mình xây dựng cái rương bậc thang thì mình còn dư đèn thì phải để mình kiểm tra xem coi mình có đèn ở trong này hay không nha. Đèn ở trong này, đây là có 5 cái đèn đó bạn. 5 cái đèn, và chắc là mình sẽ làm thêm đèn đi ha. Làm thêm những cái đèn thì mình có kính màu xanh đây nè bạn, và hút nhựa màu đỏ chắc mình sẽ lấy ra để mà lát mình nhuộm thêm kính bạn, nhuộm thêm kính để mình trang trí bên kia ha. Và mình có cái đá phát sáng nữa, cái bột ánh dương đó bạn. Bột ánh dương thì mình bỏ trong nhà rồi, bây giờ mình sẽ vô trong nhà để mà mình lấy thêm bột ánh dương cũng như là lấy thêm cái kính đó bạn, kính để mà trang trí che cái chỗ cái máy cái hộp điện của mình đó bạn. Thì kính mà mình có nấu ở đây nè, mình bỏ trong cái rương này rất là nhiều đó, mình sẽ lấy ra phía bên ngoài. Và chúng ta sẽ lấy thêm bột ánh dương ở trong cái rương của mình nữa là ok thôi. Bột ánh dương thì mình có đây nè, 16 cục này, lấy 16 cục nha. Bột ánh dương thì những anh dân làng các bạn lâu lâu cũng thấy những anh dân làng bán, cho nên là rất là nhiều. Chúng ta cũng có thể khai thác ở dưới địa ngục các bạn, cũng rất là dễ ha. Ánh phượng dương thì dưới địa ngục nhiều lắm, mình bút hết luôn, bút hết cái mớ này luôn các bạn ơi. Bút hết cái mớ này đi ha. Đó, chúng ta sẽ có được một mớ 20 cục luôn. Và chúng ta có những cái cục kính này bạn, kính thì lát nữa mình sẽ nhuộm sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua phía bên này, ở phía bên này để mình sử dụng cái mình có cái bàn chế tạo đây nè bạn, mình sẽ đổi kính là thành chỗ cái kính này đi ha, cái kính này nè. Nhiều lắm nha các bạn. 48 cái kính luôn nè bạn ơi. Kính này mình sử dụng cái kính mỏng thôi ha, kính mỏng để ốp vô, và mình sẽ ốp ở phía bên trong trước đi. Và ở phía bên dưới này thì mình còn cái sàn ở phía bên dưới chưa bọc nữa nè, mình phải bọc thành cho nó thành một cái ô này nè, cho nó cứng cáp. Đúng giống cái cọng dây điện đó các bạn, thì nó đặt lên phía bên trên luôn ha. Ở đây thì chúng ta sẽ lên phía bên trên và đặt xuống phía bên dưới một cái. Rồi ở đây kéo qua luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đặt kính vô thử xem coi nó đẹp hay không nha các bạn. Đó, kính sẽ được ốp vào phía bên trong. Và chúng ta có thể nhìn thấy được mạch điện ở phía bên trong luôn các bạn. Đó, nhìn nó đẹp hơn ha. Và ở trong này thì mình sẽ sử dụng đèn đó các bạn. Và ở dưới này thì mình chắc là mình sẽ đào cái chỗ này lên đi bạn ơi. Đào chỗ này lên và mình sẽ ốp gạch đá xuống cho nó đẹp, chứ để đất này kỳ quá. Đó, ốp cái gạch đá xuống phía bên dưới luôn. Gạch đá thì cái cưa này thì lấy ra để đây lát mình sử dụng các bạn. Lỡ mà mình có đặt gỗ mà có lộn chỗ thì cũng có mà cưa ha. Còn cái sẻng thì chắc là lát nữa cũng cần, nói chung là cái nào cũng cần mà slot thì ít. Cho nên là phải chịu khó thôi, lấy ra lấy vô thôi bạn ơi. Ở đây chúng ta đặt một cái cục đèn vào ở phía bên trên thì mình sử dụng cái đá đi. Ở trên này thì chắc là không có nhìn vô được rồi, cho nên là ở trên ai mà nhìn xuống dưới đâu, cho nên là mình sử dụng đá để che lại luôn bạn ơi. Và ở chính giữa trung tâm thì ở phần chính giữa trung tâm nữa bạn, thì mình cũng sẽ đặt một cái cục xuống luôn ha, một cái cục đèn xuống. Bộ đèn mình đâu rồi? Đây rồi. Đèn mình sẽ xuống bên dưới và cũng sẽ ngay hàng ở phía bên trên đó bạn, nhìn cho nó sáng ở phía bên trong ha. Còn ở phía bên này thì chúng ta cần phải có những cái kính màu đỏ nè. Đó, và bên đây một cái đó, chúng ta đã có một cái hộp điện rồi đó bạn. Khi mà mình cần thu hoạch đó, mình sẽ bật lên một cái và tắt đi là nó sẽ thu hoạch cho mình thôi. Và khi nó thu hoạch nó sẽ rớt ra tầm lum tầm la ở đây nữa bạn. Thì mình cần phải có một cái chỗ để mà hứng, cho nên là mình phải đào xuống thêm một ô nữa bạn ơi.
đào xuống thêm một ô nữa thì chúng ta sẽ lấy cái sản ra đi. Các bạn nói với mình đó là sử dụng cái sản bằng kim bằng vàng các bạn thì sẽ đào nhanh hơn, nhưng mà vàng thì mình để dành để làm những cái khác đó, cho nên mình sử dụng bằng kim cương thôi, sản bằng kim cương thôi. Sau này nếu mà mình cần thu hoạch cát nhanh đó bạn, hoặc là đào đất nhanh đó, thì mình sẽ sử dụng vàng để mà làm. Còn bây giờ chúng ta tạm thời sử dụng cái kim cương đi bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ lấy nhanh chóng đi qua phía bên bển để mà mình đặt những cái này vô để mà chặn nước lại bạn. Chặn nước không cho nước nó chảy xuống bên cái rương của mình, nhìn thấy ghê quá ha. Đó đó, đây đây. Đó, vậy là nó chỉ chảy vào những cái hopper của mình thôi, và cái hopper sẽ được hút đồ và chuyển vào cái rương của mình. Còn ở đây thì nó hơi lồi đất ra một chút nè. Chúng ta sẽ đào ở luôn. Đào ở những cái góc này thì mình sẽ ốp vô, ốp theo kiểu ăn gian đó bạn. Đó, chúng ta sẽ có được một cái chỗ mà không nhìn thấy đất nữa ha. Rồi. Ở phía bên dưới này mình góp xuống phía bên dưới thì không leo lên trên được á, cho nên là mình sẽ đập cái cầu thang này ra để mà dời ra phía bên ngoài một ô nữa bạn ơi. Dời ra phía bên ngoài một ô nữa ha. Tính ăn gian ở đây mà không được rồi, cho nên là phải đào ra luôn. Đào ra luôn để mà mình kéo thêm một ngoài một ô nữa nè. Đó. Ở đây thì chúng ta có thể nhảy lên phía bên trên, và ở phía bên trên này thì mình có kéo thêm một ô nữa để mà lắp những cái cầu thang vô. Trời lại tối nữa bạn ơi, nhanh quá. Chưa làm được gì hết mà tối nữa rồi, tiếp tục lại tối nữa rồi. Ở đây thì mình sẽ kéo qua. Đó, chúng ta sẽ có chỗ để mà lên xuống ha. Còn ở phía bên ngoài này thì mình sẽ sử dụng cái hàng rào này đi thẳng qua phía bên đó ha. Đúng rồi, đi thẳng qua phía bên đó được đó bạn ơi. Mình sẽ sử dụng ở đây để móc xuống một ô nè. Và ở phía bên trong thì mình cũng vẫn sử dụng nguyên gỗ bạn ơi. Nguyên gỗ để mà mình có thể cho nó đẹp. À, nguyên đất các bạn, cho nó đẹp ha. Ở đây thì mình sẽ tới chỗ này. Và tới chỗ này thì nó sẽ đụng như cái cột này. À, đụng như cái cột này là được rồi bạn ơi. Ở đây thì sẽ trả lại cho nó một cái khối đất, và chúng ta sẽ đi vô nhà để đi ngủ một cái, và mình sẽ lấy cho mình những cái đá, khối đá đó bạn. Khối đá để ốp cũng như là làm cho mình những cái hàng rào nữa ha. Khối đá để mà mình kéo phần ở phía bên dưới ha. Đó, kéo phần phía bên dưới nè. Hồi đất nãy mà mình chưa lụm hết nữa nè. Mình đào nhanh quá đó các bạn, mình không có lụm kịp luôn á. Đây mà kéo qua luôn, kéo qua phía bên này luôn. Kéo qua luôn, và bên này kéo qua luôn. Ở phía đằng sau thì chắc là chúng ta sẽ trang trí sau đi ha. Còn ở phía bên trước này trang trí cho nó đẹp trước. Đây thì chúng ta sẽ lên một ô và ra phía bên này một chút đó. Và mình sẽ không đi ra được phía đằng sau ha. Ở phía đằng sau thì nó sẽ tự động á, cho nên là không cần thiết ở phía đằng sau đâu. Đúng rồi, ở phía đằng sau thì mình không cần thiết phải trang trí đâu các bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ làm một cái hàng rào phải đi vô ngay chỗ này đi ha. Cái cửa rào á, cửa rào thì đi vô ngay chỗ này đi. Một cái đi vô chỗ này nè. Đó, một cái đi vô chỗ này để mình đi vô ngay công tắc để mà mình tắt mở nó nhanh đó bạn. Thì mình sẽ bấm nút thử coi nha, bấm nút thử một cái xem coi nó thu hoạch như thế nào. Đó, nó sẽ thu hoạch và được chuyển vô trong những cái hopper của mình rất là nhanh chóng, và sau đó thì mình sẽ tắt đi. Có thể bật lên những cái tắt đi liền đó bạn, thì nó sẽ thu hoạch cho mình và chuyển vô những cái rương của mình ha. Rất là đơn giản, rồi chúng ta sẽ đi ra phía bên ngoài này. Còn ở đây thì mình có thể lấy những cái rương lại các bạn. Cái rương này thì chắc là lát mình dọn đồ rồi mình sẽ lấy. Còn bây giờ thì lấy cái bàn chế tạo nè. Đó, mang theo cái bàn chế tạo qua phía đằng sau này. Ở phía đằng sau này thì mình có thể ốp đá để mà trang trí ở phía đằng sau này luôn nha bạn, cho nó đỡ thấy ghê đi ha. Ốp lại phía đằng sau này, ở phía đằng sau này thì sẽ ốp lại ngay chỗ cái hẳn cái hàng cái chút mình nè. Đó, và chúng ta sẽ kéo qua phía bên này, đụng phía bên này luôn bạn ơi, và ủi thẳng đất lên đây. Đúng ra là mình sử dụng cái đào thẳng một hàng như vậy nè bạn, thì mình sử dụng cái sản bằng kim bằng vàng các bạn thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà làm bằng vàng thì mất công quá, cho nên là mình sử dụng đại cái sản kim cương đi. Sau này thì mình sẽ sử dụng sao mà cái sản bằng vàng các bạn, nó có còn cái khuyết điểm đó chính là nó rất là ít độ bền, nó rất là mau hư á. Mình sử dụng thì nó hơi tốn vàng ha. Vàng thì mình có thể để sử dụng để mà làm những cái vật liệu, những cái đồ điện thì nó sẽ tốt hơn cho mình. Còn mà sử dụng cái sản thì xài hư cái là xong mất. Chúng ta có thể sửa lại, nhưng mà mỗi lần sửa thì chắc chắn là cũng phải tốn thôi, tốn chi phí sửa chữa ấy, cho nên mình không muốn xài cái đó lắm. Ở đây thì mình chỉ cần ốp lại phía bên sau này, ở phía sau này thì mình không có cần chi. Ở phía đằng sau này nếu mà mình không ra phía đằng sau thì làm sao mà thu hoạch, cho nên là mình phải cần cái cửa bạn ơi, một cái cửa ở phía đằng sau này luôn ha. Một cái cửa ở phía đằng sau này, chúng ta có thể đi vô đường này và đi ra bằng đường nào. Không có đường đi ra cho nên là mình cần phải có cái chỗ này để đi ra đi vô này ha. Đặt cái cửa vô đây, đó, cái cửa ở đây. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng đậu để mà mình trồng luôn. Đậu thì mình còn có 20 cục các bạn ạ. 20 hạt đậu, cho nên mình sẽ trồng ở phía đằng sau này 20 hạt đậu thì thôi. Ở phía đằng trước thì nãy mình mới kết quả các bạn, thì nó chắc là thu hoạch sẽ được nhiều đậu hơn á. Ở phía đằng trước này nè. Ở phía đằng trước này thì mình mới thu hoạch mà chắc là có nhiều đậu hơn. Ở đây thì mình ở trong mỗi cái góc này bạn, thì mình cũng trang trí cho nó đẹp luôn. Đó, ốp vô, ốp vô. Ốp vô, ốp vô. Đó, nhìn nó đẹp hơn rồi đó. Ok, sau khi mà mình trồng đậu lại các bạn, hồi nãy chắc là do mình thu hoạch sớm quá các bạn, cho nên là đậu của mình nó mất hết rồi. Nó chưa có chín đó bạn, thu hoạch sớm quá thì nó sẽ mất cái hạt đậu của mình đi hay sao á, cho nên là mình đã thiếu đậu. Phải là mình đã phải chạy qua phía bên kia các bạn, phía chỗ mà farm đậu bằng tay của mình đó, mình đập thêm nè. Mình đập thì mình lấy thêm một mớ đậu qua phía bên đây. Thì mình đậu thì mình sẽ cất vô phía bên trong cái rương đi bạn ơi, bay vô phía bên trong để cất vô cái rương đi ha. Cất tạm vô cái rương đi. Ủa. À, đậu mình nằm ở dưới nè. Hàng gì mình quên ship lại. Nó có hai cái hopper đó bạn, một cái hopper nằm ở phía bên đây, một hopper ở phía bên kia thì nó chuyển vô hai cái rương khác nhau các bạn. Thì một cái nằm dưới, một cái nằm ở trên, mình quên ship lại cho nên mình không thấy phần ở phía bên dưới ha. Hàng gì là mình tưởng là mình mất đậu rồi chứ.
Bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp cái chỗ này lại cái đã. Mình sẽ ăn cho no, cái cho nó hồi đủ đói là các bạn. Mình sẽ dọn cái chỗ này, mang cái đất này nè bạn. Cái đất này của mình qua phía bên cái rương nè. Cái rương này là cái rương mà chứa rác, chứa tầm lum đồ bạn, chứa mía, à chứa tre của mình nè. Tre của mình giống lại cái đá này bạn, đá này thì mình thu thập ở bên dưới những cái dungeon bạn mang về để sau này có sử dụng thì sử dụng ha. Cái loại đá màu xanh nó cũng khá là đẹp, nhìn nó cổ cổ các bạn. Nó bám rong riêu á, nhìn nó cổ cổ ha. Khá là đẹp. Bây giờ sẽ dọn cái rương này đi luôn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái máy farm quả đậu rồi các bạn. Hạt đậu chứ không phải là quả đậu. Trời, quả đậu nghe sai quá. Ở đây thì mình sẽ qua phía bên đây bạn, trước khi kết thúc cái video này thì mình sẽ qua phía bên chỗ cái máy farm bò của mình đó bạn. Mình sẽ kiểm tra trong thời gian vừa qua thì mình sẽ đã có được bao nhiêu cái da bò rồi nha bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có được bao nhiêu da bò đây. Xếp lại một cái chúng ta sẽ có được. Wow, mình có được là sao nó giật dữ à? Sao nó giật xuống dưới không à? Hay là da bò? À, da bò của mình, bò mình mới được thu hoạch đó bạn. Các bạn ơi thấy ha, phía bên trong này nó mới được thu hoạch, những cái hopper bắt đầu nó hút vô bạn. Do là những cái hopper nó quá tải hay sao đó. Chắc là do thịt bò của mình nè bạn, nó nhiều quá cho nên nó hư vô không được nữa hay sao á. Mình sẽ lấy bớt ra thịt bò ra, thịt bò thì mình ăn không hết luôn bạn, quá trời thịt bò luôn. Thì chúng ta có được 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 6 nhân 2 là 12, 13, gần 14 thì tắt luôn bạn ơi. Chắc là trong tập tiếp theo thì mình sẽ cố gắng mình farm thêm để mình đủ 1.000 da bò để chúng ta chuẩn bị đi giết con rồng ba nha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Kết luận trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì chúng ta đã có được một cái chỗ để mà farm đậu, một cái máy để farm đậu rồi ha. Còn bây giờ thì sẽ kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi mini world sinh tồn này của mình thì hãy ủng hộ mình cách để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo về mini world nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.